sẵn đi qua Mỹ là phải như vậy đó, không đi thì thôi. Qua Mỹ là phải cho nó hoành tráng. Phải sống, phải làm người, phải biết ngẩng cao đầu. Chứ không phải qua Mỹ rồi cái kiểu giống như mấy ông bao quay lên mạng nổ. Các bạn thấy không? Cộng sản là phải vậy mới được. Kẹo quốc dương anh chị em các bạn ơi, nghĩ rằng mấy anh em mình cần phải lập một cái hội gọi là kiều bào yêu nước. Các bạn anh em thấy làm sao? Đấy. Anh em mình lập cái hội kiều bào yêu nước đi. Gọi là kiều bào yêu nước ủng hộ nghị quyết 36 của Đảng Hello Việt Bình Dương. Ủng hộ nghị quyết 36 của Đảng và nhà nước. Kêu gọi chất xám, kêu gọi kiều hối, kêu gọi nhân tài. Mình là lập cái hội này coi bộ hay rồi nha. Chào Việt Bình Dương. Tại vì thấy gần đây cũng rất nhiều anh em Việt Kiều ở hải ngoại đó, thì thấy mình lập ra cái hội này cũng có lý lắm, vui. Với lại mình hiểu nhau rồi, mình sinh hoạt, mình nối kết cộng đồng, nối kết anh em, những người yêu nước chân chính, những người yêu nước bất vụ lợi. Các bạn thấy nước Mỹ bao la rộng lớn ha. Mình phải quay như vậy người ta mới sợ. Ok. Hello bạn Ngọc Hoàng, Hoàng Bùi Ngọc. Quay như vậy người ta mới bực mình lên, cho tụi nó làm nhiều cái hình Photoshop ghép lợi minh thế này thế nọ, hu khe. Mình sợ gì? Cuộc sống mà có gì phải sợ. Mấy cái trò hèn bẩn, mấy cái trò mà lên mạng mà lên mạng mà là làm mấy cái chuyện mà đi cái chuyện mà quay ghép hình ghép ảnh rồi, cái đó là trò hề, trò con nít, trò rất là trẻ con. Mình phải quay nhiều, mình ghẹo mấy cái tay mà ghét lợi minh, mình phải quay như vậy nó mới sợ ấy. Các bạn thấy không, sống là phải như vậy chứ đâu phải lên mạng này rồi bài mấy cái trò bá dơ, mấy cái trò ghép hình được. Mấy cái trên mạng này tụi chống cộng cực đoan, mấy thành phần bao que sổ lá nó chế đủ ảnh đủ kiểu đủ cách hết, đem mấy cái trò hiện nứt ra võ lợi minh này, mấy khùng mẹ rất là trẻ con. Sao có gì vui không Việt Bình Dương? Tháng 12 anh về, anh em mình kỳ này phải đi nhậu một chuyến nha Bình Dương. Các bạn thấy không, trời mà mưa đó, trời mà mưa mấy hôm nay nó khô rồi nha, mấy hôm kia mà nó không khô á, đường trước nhà nó sình. Các bạn thấy không, nó sình. Đi cái này mà đi xe Honda là nó chợt á. Các bạn thấy đó, ở bên Mỹ mà mặc dù những cái khu như vậy là mình phải tự quản lý đường xá đó, mình phải tự bảo trì á một con đường á. Anh chị các bạn thấy là mình phải tự bảo trì, thấy không? Bữa nay là nó khô rồi đó, nó mưa mấy ngày liên tục á, đường rồi nó ngập, xe mà ngắn rồi, các bạn, xe mà dở mà yếu là chạy là nằm xuống chủng đó. Mấy lúc mà mưa lớn là mấy chỗ này nè ngập nước lên đó, chạy là phải xe nó gọi là four wheel, Việt Nam gọi là hai cầu, cái qua là nó ngập. Để nó bường. Bữa nay là trời hờ bớt mưa nó khô lại rồi đó. Chứ bữa kia thôi, chiếc xe đó, nó về nhà là nó sình, nó nhảy lên. Kiểu mà đi xe máy như Việt Nam là sình lầy, nó nhảy lên tới đầu luôn. Các bạn thấy mưa bên này đó là mưa mà nó mưa lớn lắm. Nó không mưa thôi, nó mưa giá, mưa ghê lắm kìa. Có những lúc mưa mà nó mưa đá. Mưa nó quýnh bể xe, tét xe luôn, nó quýnh mớp xe bên nó lộn.
kiến là nó bể nát luôn. Có những lúc mưa đá, mấy lúc đó là bảo hiểm đền mà xỉu. Tại vì nhất là những cái lúc mà giao mùa, anh chị các bạn biết khi mà giao mùa ở bên này nguy hiểm lắm. Giao mùa là khí hậu giống như là ngày cận thế. Tại vì đất Mỹ nó bao la, sa mạc rồi nó nóng rồi nó lạnh. Lúc nó chuyển qua hai mùa, mùa nóng và mùa lạnh đó. Lúc nào cũng vậy. Các bạn thấy đường xá bên Mỹ không? Đâu phải chỉ có Việt Nam các bạn thấy không? Đó. Đất mình có tiền mình đóng thuế, chí là chính phủ đâu phải lúc nào nó cũng xây đường xá cho mình ở không? Các bạn thấy không? Mấy con đường này mà nhà ai mà ở mà mấy ngày gặp mà mùa mưa vậy nè, vất vả lắm, phải đi xe là phải đi xe bán tải là còn không mà mấy chiếc mấy Việt Nam gọi là mấy chiếc xe địa hình đó mới nổi, còn xe mà loại 5 chỗ 4 chỗ là thua, đi là đưa thua, đường xá rồi trời mưa rồi cực lắm. Chưa nói ở đây là chưa nói là ở mấy cái vùng tiết nha anh chị các bạn, ở mấy cái vùng tiết á nó còn vất vả nữa kìa. Tiết là tới mùa là như miền nó gọi là ở vùng ở hướng ít á, tới mùa tiết là người ta phải cào tiết, tối là phải ghim điện vô trong xe cho tiết nó tan ra cửa rồi cũng vậy. Còn mà mình không có cái đồ mà để nó ghim điện vô cho nó nóng á, tiết nó đâu có tan, nó tan khi nó kín nó khóa cái cửa lại, xe hơi nó nóng ở đó nó lạnh quá khi nó đè không được, người ta phải gắn cái nó gọi là cái hí được để đặng cho cái tiết nó tan, xe nó nóng ấm lên nó đè mới nổ. Các bạn thấy khi mà thiên tai nó xảy ra nó đâu có nói là cộng sản hay là tư bản hay là gì. Khi thiên tai xảy ra là không có loại trừ ai hết trơn á, không có loại trừ anh là cộng sản hay là cộng gì hết trơn. Nắng mưa là chuyện của trời mà. Các bạn thấy cái biến đổi khí hậu bây giờ khó mà ai tính toán lúc trước được lắm. Thời buổi bây giờ tại vì cái con người tàn phá cái vũ trụ này, cho nên cái khí hậu bây giờ khó nói. Nhiều khi mình dự báo thời tiết mà nó còn đoán sai lên sai xuống. Rồi dự báo thời tiết Mỹ nó đoán mà nhiều khi nó còn chặt dục. Cái khí hậu biến đổi bây giờ khó nói lắm. Năm nay hay vài tháng trước mà không biết chừng được. Mưa bão lụt. Ở trên này là các bạn biết tôi ở trên đây nó cao đó, đất trên này nó cao, nó giống cái đồi mình đi xuống từ từ. Chứ ở mấy người ở mấy cái vùng mà thấp á, mà ơi còn cực nữa. Nó mưa rồi, kiểu mà mưa lớn, nó mưa mấy ngày, không kể mưa mấy ngày. Bữa nay nó chuẩn bị mưa lại nữa. Các bạn biết nước mà nó ngập lên thôi, xe nó cũng chết máy ầm ầm gì. Các bạn thấy không, nhà người ta ở đường đất được, chứ đâu phải chính phủ vô đó mà xây đường cho mình ở đâu. Ở bên Mỹ, ý là Mỹ người ta đóng thuế bạc nạn, còn dân Việt Nam mình đóng đâu bao nhiêu đâu mà lên mạng khóc ầm Mỹ. Chứ là đòi ông nhà nước phải làm cái này làm kia cho mình. Các bạn thấy không, xe người nào lấy bự, xe bên Mỹ chạy xe bán tải nhiều lắm, xe bự bự mà đó. Xe bự bự nó chạy nó bự ở mấy cái vùng ngoài này mà. Bạn thấy đời sống ở trên mạng này, nhiều khi lên mấy thành phần bây giờ thấy Facebook nó càng lúc nó càng phức tạp, người Việt của mình giờ đông lên rồi họ tham gia Facebook. Rồi mình thì không có những cái luật lệ an ninh mạng hay là những cái mà luật pháp nó kìm hãm những cái sự mà loạn ở trên Facebook. Cho nên hiện nay Facebook loạn không khiếp. Ngay cả nhiều ông, tôi chỉ buồn là nhiều ông nhiều bà lợi dụng những cái mà cơ quan chính quyền nhà nước lên trên Facebook để làm những cái chuyện mà nó tồi tệ. Chỉ buồn là buồn như vậy, họ làm như vậy nó mất đi những cái hình ảnh của cái người
cái người cộng sản chân chính nó mất đi cái hình ảnh mà những người mà nhà nước, đảng và nhà nước xây dựng một cái hình ảnh đẹp với cộng đồng quốc tế, với kiều bào. Các bạn thấy đó, nhiều khi rất là đau lòng. Mấy cái tay mà hiện nay trong nước mà tìm cách đánh Lợi Minh này, nó đang đánh kiều bào đó, chứ không phải nó đánh bản thân Lợi Minh không. Lợi Minh đâu có khe đâu, nói chung là mình sống, mình biết pháp luật, mình hiểu pháp luật. Mấy cái trò hề bẩn thỉu đó làm thì được cái gì, làm được cái đéo gì Lợi Minh đâu. Xã hội mà. Nhưng mà làm nói chung là tôi thấy là lên Facebook, lên mạng xã hội đừng có nhân danh cái đảng cộng sản, hay là đừng có nhân danh cái chính quyền hay cái thể chế mà làm những cái chuyện đồi bại, thì nó không hay, nó không hay, nó mất đi cái hay. Mặc bộ đồ quân phục lên mạng lè người này lè người kia, nghĩ rằng là người ta sợ rồi. Không có chuyện đó đâu cưng. Nãy quên ta chụp hình thì bán mấy miếng đất. Các bạn thấy những cái này nó gọi là những cái quá. Mỹ nó xây nhà, các bạn biết nó chừa những cái quá như vậy để đặng mà nó thoát nước khi mà trời mưa lớn anh chị em các bạn. Nó thoát nước đất, các bạn thấy không? Những cái như vậy là toàn là tư nhân người ta làm không à. Nếu mà nó không có những cái quá như vậy các anh chị các bạn biết á, mưa lớn quá đó, nước nó dồn không kịp, nó dồn không kịp thì nó sẽ lụt mấy chỗ khác. Thành ra người ta phải làm những cái chủng như vậy để cho nước nó xuống để đặng mà nó rút nó ngấm từ từ đi. Ở bên Mỹ mà nó xây nhà, xây toàn là tư nhân nó làm rất là nhiều. Còn mà chính phủ mà đụng vô nói chung rất là ít. Chính phủ mà đụng vô những cái vấn đề hạ tầng cơ sở bên Mỹ á, đa số là những cái đường chính, đường quốc lộ hay là đường lớn. Còn những cái hạ tầng cơ sở mà nhỏ như vậy là cái tụi dân sự nó đứng ra. Ông chính phủ ổng chỉ làm luật thôi, anh chị em các bạn biết, ổng chỉ làm luật thôi là cho mấy thằng tư nhân nó đứng ra nó lãnh nó làm xong rồi nó giao lại cho ông chính phủ, nó giao lại cho ông chính phủ đi, ông chính phủ ổng quản lý, ổng thâu thế. Thằng Mỹ nó độc, nó hay là nó hay cái chỗ đó. Cho nên nhiều khi dân kêu riêu ông chính phủ không được. Bây giờ cái thằng mà dân sự nó có làm sai đi thì nó chỉ sửa lại thôi. Nếu mà ông chính phủ làm sai thì dân nó la làng luôn. Các bạn thấy đó, tiền thế tôi bỏ ra, tiền thế của tôi bỏ ra mà không biết bỏ bao nhiêu. Các bạn thấy thế rồi bắt đầu khóc lóc lên, ổ gà chạy xe mà không coi chừng nó đập xe mình xuống một coi như là đẩy đi cái gà. Hại tới 3 tỷ đô luôn, cho bạn biết 3 tỷ đô là nó thiệt hại kinh tế, nó thiệt hại về vấn đề bảo hiểm á. Chứ đâu phải giỡn đâu. Cái cách quản lý của Mỹ rất là hay nè các bạn, nó quản lý người dân. Bởi tôi nói thằng Việt Nam mình mà pháp luật mà đi vào giống như kiểu Mỹ rồi, dân mình tơi bời ba lá hết. Tơi bời hết. Tại vì cái gì nó cũng luật, đụng vô cái là luật. Cái gì nó cũng có cái khuôn khổ, cái kích thước của nó. Chứ không phải Việt Nam hiện nay, nhà nước của mình nói chung là dân mình bây giờ nhiều khi dân mình tự làm luật luôn. Có những con đường ở trong nông thôn, những cái đường ở đằng quê, tôi thấy, tôi coi tin tức đó, nhiều người dân của mình ra chặn lại đi ngang qua là thu tiền khiếp. Các bạn thấy không, khiếp. Các bạn thấy những ngôi nhà người ta xây hoành tráng như vậy, nhưng mà đường xá hạ tầng cơ sở là tại mấy khu này nó gọi là khu tư nhân, là mình phải tự xây lên, là mình phải tự làm lên hết.
chứ chính phủ đâu có đứng ra mà làm cho mình đâu. Các bạn thấy những cái đất trống như vậy các bạn, là mình đất tư nhân thì mình phải tự làm hết. Chừng nào muốn ông chính phủ ông làm á, mình cất nhà lên hết đi, ông chính phủ ông thâu thế về rồi ông sẽ làm đường lên trơn. Còn bây giờ ông chưa có thu thế, gọi là thế, ông tăng cái thế lên, cái thế mà bất động sản. Những cái phúc, những cái dịch vụ công cộng là mình phải đóng thuế vào mới có. Còn ở Việt Nam nhiều người đâu có đóng thuế vào những cái dịch vụ công cộng đâu, mà cứ đòi hưởng không. Mấy cái thằng mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, nó nhảy vô cái nó hôi của, nó nhảy vô cái nó xúi mấy người nhẹ dạ cả tin. Nó xúi Việt Nam có dân chủ, Việt Nam không có nhân quyền, Việt Nam thế này thế nọ, nhà nước không có lo cho dân. Hello chào những các bạn, các bạn thấy không, đường trời mà mưa vậy đó, đường nó sấy, người ta phải tự họ đổ đất họ lắp tùm lum hết, mà nay nó lắp, mà nay nó làm, mà nay trước nhà mình thì mình làm thôi, chứ đâu có ông chính phủ nào làm cho mình đâu. Các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ nó rõ ràng đâu có đó. Còn Việt Nam của mình hở ra mỗi chút là dân cứ la làng lên, khóc lên, đúng trời đất hết. Mấy thằng mà chống cộng cực đoan nó nhảy vô cái nó hùa theo. Trời chuẩn bị mưa nữa chứ. Nó nói bữa nay mưa. Các bạn thấy được không? Xin lại xe nó chạy, nó nhảy như con ngựa nhảy như con ngựa đó. Những cái chủng nước mưa nó còn á, mấy chỗ này là mấy bữa mà mưa lớn coi như là đi không nổi luôn, cái người ta phải tẻ vào con đường bên này người ta đi đỡ. Các bạn thấy không, ở ngoài kia thì đường tráng lộ rất là ngon đâu có thua gì Việt Nam đâu. Đấy, trùng lầy nước đó, tại mấy hôm nay là mấy ngày nó rút xuống bớt rồi đó, rồi cách có chút xíu vậy thôi đó. Đây, cái con đường chắc nhựa ngon không, chỉ trên lệch nhau vài mét ha. Đây, tại sao các bạn biết tại sao một con đường trắng nhựa đẹp như vậy? Tại vì cái nhà thờ này nó mới xây nè, cái ông nhà thờ này ông xây lên cho nên ông chính phủ ông mới vô. Cái thằng nhà thờ này nó được ưu đãi, nó đóng thuế rồi nó ưu đãi. Các bạn thấy không, cái nhà thờ này Mỹ nó mới xây chừng mới có khoảng chừng vài tháng à, nó làm con đường hồi lúc trước thì con đường chỗ này nó đâu có được như vậy. Đây, nó xây nó làm đâu có đó. Nó ưu đãi, Mỹ nó ưu đãi cho vấn đề mà tôn giáo vậy. Có nghĩa là nói về tôn giáo, tại vì tôn giáo nó góp một cái phần quan trọng trong cái trật tự xã hội. Anh chị các bạn biết đó, nhưng nó không, tôn giáo nó không có tham gia vào trong chính trị, nó cấm. Nó gọi là unconstitutional, vi hiến, dịch ra là vi hiến. Nó có trong cái hiến pháp. Nó cấm, nhưng mà nó khuyến khích các tôn giáo hoạt động đúng theo cái tinh thần gọi là dân sự, cái tinh thần chủ trương của một cái như Việt Nam mình nói sống tốt đạo đẹp đời, đẹp đạo tốt đời vậy đó. Các bạn thấy cái chủ trương của nó là như vậy, nó khuyến khích ngay cả những người nào mà góp phần vào trong tôn giáo đó, nó cũng miễn được thuế rất là nhiều. Anh chị em các bạn biết nó miễn thuế, nó ưu đãi nhiều lắm. Mấy ông mà làm bên này mà họ kinh doanh rồi đó, cái nó cũng họ mà có đạo á, cái họ cũng được ông chính phủ miễn thuế. Tại mấy ông đem tiền vào trong đó, cái mấy ông đổ vào trong đó thì nó hay cái đó, rồi nó tạo ra những cái mô hình dân sự, nó làm cho xã hội bình ổn. Cái tôn giáo họ đi ra họ giúp những cái người mà gặp khó khăn hay là những cái nan đề trong xã hội, những cái tệ nạn, họ tạo ra những cái mô hình dân sự rất là hay, chứ không phải giống như mấy ông công giáo ở Việt Nam hay là mấy ông mà Phật giáo ở Việt Nam chui vô đạo bắt đầu cái lợi dụng hoạt động chính trị.
hoạt động chính trị sử dụng những cái mưu đồ, lấy cái chiếc áo nhà tu đó, mượn đời tạo lên những cái vấn nạn, không những thế nhiều người còn lừa đảo nữa. Cho nên xã hội Việt Nam mình nói chung nó còn sửa, còn đi vào cái khuôn khổ rất là nhiều, cái khuôn khổ pháp luật. Thì cái gì nó cũng phải có thời gian. Trong những năm gần đây tôi thấy thì càng lúc cái dân trí nó càng thay đổi, người ta hiểu biết nhiều hơn, người ta sống tốt hơn, họ áp dụng luật một ngày một chín chắn. Bởi vì cái người dân của mình họ bây giờ người ta đi ra nước ngoài cũng nhiều, đâu không có đâu phải như ngày xưa. Ngày xưa còn bị ngăn sông cách biển được, bây giờ thằng nào có tiền có hiểu biết kiến thức rồi, mấy đứa trẻ bây giờ nó kiến thức, nó nói tiếng Anh giỏi, lên phỏng vấn cái Mỹ bóc đi, nó cho ok bây giờ nhà gia đình tài trợ một năm đóng tiền thấy chân 50.000 đô và nó cho qua Mỹ học trung học. Thiếu ở trên Bảo Lộc tôi cũng có mấy người bạn, nó đưa con nó qua bên Mỹ đi học ở trung học, nằm đóng 50.000 đô, 30.000 đến 50.000 đô tùy theo trường học, tùy theo khu vực, tùy theo tiểu bang. Có những chiếc bay mà tôi đi về đi qua, mấy đứa trẻ nó ngồi đi, khi ba má nó gửi rồi đi qua bên đó cái đường bay rồi nó gửi theo mình đi chỉ dẫn cho nó, nhiều đứa nó nói tiếng Anh nhỏ nhỏ. Thời bối giờ mấy đứa trẻ mà nó qua đây thì cái điều kiện học hành của nó cao hơn, tại vì cái đất nước nó là đầu tàu của thế giới về vấn đề mà học hành, nó cao, nó rất là cao. Cái cách học của nó khác, Việt Nam mình học thì nó bỡ lòng nhiều hơn, với lại cái văn hóa và cái sự thay đổi của đất nước của mình nó khác. Cho nên nhiều khi một số người đi ra nước ngoài rồi nghĩ là Việt Nam phải, cái vấn đề môi trường học hành ở Việt Nam nó phải giống như ở những cái xứ mà Tư Bản hay Mỹ thì là không thấy được, không phải. Tại vì mỗi quốc gia nó có một cái nền tảng văn hóa và cái giá trị nó khác nhau. Anh ở bên Việt Nam anh học cái trình độ của anh ở cái sự hiểu biết và cái văn hóa ở cái tầng lớp đó thôi, nhưng mà khi anh đi đến những cái quốc gia phát triển nó đòi hỏi anh phải tiến thân nhiều hơn, anh phải phấn đấu nhiều hơn, anh phải chịu khó, phải làm, phải học chăm chỉ hơn. Nếu mà học mà không giỏi thì là mai mốt làm sao mà được học bổng, làm sao mà lên học, có được cái học bổng lên đại học tốn tiền giả mang lắm. Ở cái trung học thì nó được cái tiền thuế miễn một phần nào đó thôi, chứ nếu mà học trường tư nhân thì cũng đóng học máu, chứ đâu phải giỡn đâu. Tháng 2-3 ngàn đô. Thật ra mình đi đến đâu thì mình phải thích nghi theo cái môi trường ở đó, chứ không thể nào nói tôi ở Việt Nam, bên Mỹ trình độ tại sao mà giáo dục ở Việt Nam thấp thế này nọ. Tôi không cho đó là thấp, nhưng mà cái tầm nhìn của mình chỉ có cỡ đó thôi, cái sự phát triển của mình có cỡ đó thôi, mình đâu có thể nào mà vượt xa hơn được. Bây giờ tự nhiên mình đem cái trình độ ở bên những cái quốc gia phát triển mình đem vô mình áp dụng trong cái giáo dục Việt Nam thì làm sao mấy đứa nhỏ nó chịu nổi, nó chưa có thích nghi. Mà con cá nó lội nó bơi thì nó qua một cái môi trường nào đó nó thay đổi thì nó cũng phải có cái thời gian của nó. Các bạn mà con cá mà các bạn đem ở cái hồ các bạn nuôi cá kiển, các bạn sẽ biết ở cái hồ này mình bỏ cái hồ kia, mình cũng phải cho nó thích nghi với lại cái nước. Còn mình thả nó xuống cái nó sốc lần bằng nó chết nó đơ. Cái xã hội nó như vậy, cho nên không thể nào giống như mấy thành phần mà chống cộng cực đoan, những thành phần mà chống phá đất nước, rồi một số tiêu cực, thành phần mà gọi là kém hiểu biết, cứ nhìn ở bên kia cái núi rồi cái trong ba cái núi bên nọ, người ta gọi là ở núi này trong núi kia, không bao giờ khá được. Họ không có hiểu, không có sự tiếp thu, toàn là tưởng tượng không. Lên mạng này cũng vậy, tôi thấy một số những người thấy tưởng tượng nhiều, nói chuyện gì ra cũng toàn là tưởng tượng không.
mấy cái tên mà nhóc nhóc lôi trôi như con dồi lên này mà phản biện với tôi cũng vậy.